Thưa quý vị, cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành tại tỉnh Tiền Giang được xem là cống ngăn mặn lớn thứ hai tại miền Tây đã chính thức được mở sau 2 tháng đóng để ngăn mặn, trữ ngọt. Ngày 2 tháng 5, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vận hành mở cống Nguyễn Tấn Thành trên kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành từ ngày 1 tháng 3 để bảo vệ vườn cây ăn trái và giữ nước ngọt phí trong kênh. Đến nay, theo nhận định của các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, độ mặn đã đạt đỉnh và đã giảm dần, có khả năng không ảnh hưởng đến vàm kênh Nguyễn Tấn Thành trở về phía thượng lưu. Bên cạnh đó, do đóng cống hơn 2 tháng qua nên nguồn nước trong kênh Nguyễn Tấn Thành cũng bắt đầu bị ô nhiễm, nên thời điểm này cần phải mở cống để làm sạch nguồn nước phía trong kênh. Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, đây là cống ngăn mặn có quy mô lớn thứ hai ở miền Tây, chỉ sau cống Cái Lớn, Cái Bé, Kiên Giang, khánh thành hồi đầu tháng 3 năm 2022.